Mới đây, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt được đối tượng nghi phạm trong vụ thiếu niên 13 tuổi bị đâm chết giữa đường. Theo đó, chỉ sau vài giờ truy xét, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ và quận Ngũ Hành Sơn đã nhanh chóng xác định và bắt giữ nghi phạm Phạm Văn Hưng, trú tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Nam thanh niên 16 tuổi này được xác định là nghi phạm trong vụ án mạng khiến em NTD, 13 tuổi, trú tổ 50 phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, bị đâm chết trên đường Yên Thế, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, xảy ra vào chiều ngày 12 tháng 11. Theo thông tin ban đầu, tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm này khai, do có mâu thuẫn từ trước nên trưa ngày 12 tháng 11, hai nhóm, trong đó có cả Hưng và nạn nhân N, T, D, hẹn nhau tới một quán cà phê trên đường Yên Thế để giải quyết hiềm khích. Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã gây gổ đánh nhau. Trong lúc truy đuổi nhau, Hưng sử dụng con dao đâm vào nạn nhân. Trong đó, nhát đâm ở vùng cổ khiến em NTD gục xuống đường, tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hưng trở về nhà cất con dao và sau đó bị lực lượng công an bắt giữ. Hung khí gây án là một con dao bấm sắc nhọn, cũng đã được thu giữ. Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục truy xét các đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án. Các bạn và bà con hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video tin tức tiếp theo nhé.